Ok. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để mà con API từ website chính nha. Rồi. Đầu tiên thì bạn mở cái ấy lên. Cái website trên Visual Studio 2022 lên. À. Rồi các bạn vào cái action, cái home controller này, vào cái vào cái action reset là detail nè. Đấy, tại chỗ action reset detail rồi mình bỏ lên đây. Đấy, như vậy thì đầu tiên bạn ở chỗ bất lịch nè, bạn khai báo là ở sinh nè. Đấy, gõ lại ở sinh nè, rồi chỗ đây tab. Ở đây rồi ở phía dưới này nhá, thì bạn gõ như sau nè. Đầu tiên bạn tạo một cái biến kiểu list, new trên list rồi tạo đó, dùng using đó, mở ngoặc ra rồi tạo qua client rồi bằng new HTTP client anh gì using new HTTP client HTTP. Rồi dưới đây thì cái client này sẽ chấm chấm bài address trước, bài address bằng new URI ngọt ra là truyền vào một cái biến là bay URL. Cái biến bay URL này chúng ta sẽ chiếu lên đầu chỗ này, chúng ta đặt tại một cái biến kiểu là string là bay URL sẽ bằng cái chuỗi là HTTP 2 chấm xẹt xẹt localhost 2.555 đấy, xem cái là như thế này, cái bay URL này nha, và bạn kéo xuống dưới trong phần detail này ta cấu hình tiếp cái client chấm default request header rồi chấm cái access chấm clear rồi client default request header chấm access luôn rồi chấm add mở ngoặc ra new media type with header item này, các bạn nhấn tab cái đó thì nó ghi chúng ta media by header đấy. Đó thì chúng ta sẽ gửi một yêu cầu get HTTP HTTP response message này đó. Đặt tên biến là get data bằng away quay like anh nè, get xin đây truyền vào là cái đồng đô la nè, mở ngoặc ra từ API rồi chấm hỏi rồi ID bằng mở ngoặc ra truyền vào cái tham số ID cho nên nè xuống dưới đây để đưa về phần mềm Visual Code đó. Đó, xử lý đó. Đó, phải sau khi xong thì chúng ta sẽ kiểm tra thử nó có gửi thành công hay không, tiếp cái get data nó có success không, status code nè có ngọt ra trong đây thì result
ta sẽ đọc nó rồi chuyển gọi nó thành, đưa nó vào một biến resource bằng getData chấm content chấm read cái là xin string và xin này. Đấy. Chấm resource. Sau khi xong á, thì các bạn vào phía bên gì nhé. Sau khi xong á, thì các bạn vào phía Solution Explorer nè. Các bạn mở cái thư mục model lên, mở thư mục model lên. Tại trong đây nè, bạn tạo một cái thư mục tên là DOT như thế này. Đó, kích chuột phải vào model nè, rồi new add nè. Đó, rồi new folder, đó, rồi các bạn tạo ra một cái đặt tên là DTO như thế này nha. Đó, rồi trong DTO này các bạn add thêm một cái class. Đó, add thêm cái class nha. Đó, tên là RDS response nha. RDS response. Rồi các bạn mở nó lên. À, tại trong này nha thì các bạn tạo một cái thuộc tính là sản phẩm gợi ý. Ghi ho gì nha, ghi ho chữ cái này, kiểu là kiểu list. Rồi get set, trên đây là bạn đặt cái là JSON property là sản phẩm gợi ý. Đây bạn gõ như vậy, sau khi bạn gõ như vậy xong á thì vào home controller nè. Đó. Bạn gõ tiếp là where RDS bao đúng không? RDS bao hồi nãy cái đây nè, RDS bao cái class respond này chấm nên nó không ra nè. RDS bao chấm này JSON convert này, sử dụng thư viện JSON convert chấm Deezer Realize Object này. Đấy, Option này. Rồi tab một cái. Product Respond Result. Rồi sau khi mà xong rồi thì các bạn sẽ sử dụng cái đây này. Ở chỗ này nè, quên quên chưa? Ở chỗ này các bạn đặt tên là sản phẩm gợi ý nha. Đấy, rồi dưới này nè thì các bạn ghi là sản phẩm gợi ý, mình sẽ gán cái product response này đấy chấm sản phẩm gợi ý. Nó hiện ra cái này nè, sản phẩm gợi ý mình phải cái class product response này nó có cái thuộc tính là sản phẩm gợi ý ở trong đây nè, anh gọi nó ra. Vậy là chúng ta đã gán dữ liệu xong vào một cái biến là sản phẩm gợi ý. Giờ chúng ta sẽ mình dùng tri vấn hay là mình dùng view bạc gì đó để mà hiện lên trên màn hình thôi. Bây giờ mình sẽ chạy cho bạn xem nha. Mình sẽ đặt debug ở chỗ này. Đó. Rồi, bên phía Visual Code. Bên phía Visual Code nè, mình cũng chạy lên luôn nha. Đó, nhấn đây, chạy lên. Ở đây mình cũng chạy luôn. Nó ra 5 cái sản phẩm. Chưa ra. Chưa chuyển vào ID.
Đang ấy một cái lỗi nè, ông coi ở cái lỗi, lỗi trên đây thôi. À trên đây phía dấu chấm phẩy chạy lại. À, bây giờ bên đây này nó không có chạy ra cái năm sản phẩm liền mà mình phải mở cái website bên bên Visual Studio 2022 này, rồi mình vào một cái sản phẩm thì nó mới truyền cái ID vào đây để mình nó tính ha. Giờ mình sẽ ấn vào một cái sản phẩm, ấn vào đây là phía bên Visual Code này, nó sẽ nhận à bên phía Visual Code này nó sẽ nhận cái ID và nó sẽ gợi ý năm cái sản phẩm như thế này đấy, gửi 5 cái sản phẩm. ID là 80. À, nó gửi 50 sản phẩm. Rồi bên phía Visual Studio này càng thấy debug này. Cái display nó chạy về nó đếm được 5 cái sản phẩm. À, nó gồm 5 cái sản phẩm như thế này. À, bây giờ chạy tiếp này. À, bạn xem phần đây, nó tạo cho mình cái list này, 5 cái sản phẩm. Đếm mình năm rồi. Vậy là chúng ta đã con API thành công. Đó, bây giờ mình xử lý để mà hiện lên ở trên cái view thôi. Xử lý sao thì mình sẽ dùng cái view bạc nha, hoặc là các bạn dùng truy vấn cũng được. Ở đây mình dùng cái view bạc. Truy vấn thì nó rồi mình tạo một cái view bạc, đặt tên là hiển thị sản phẩm này, xử lý này đấy, sẽ bằng bằng cái gán bằng cái này, gán cái này vào đấy. Sau khi gán xong rồi thì các bạn sẽ vào nha, vào cái detail, nhấn chuột phải chọn go to view. Tại trên này thì các bạn sẽ gắn ở trên đây, gắn vào cái sản phẩm gợi ý nè. Enumerable. Rồi string sản phẩm gợi ý chúng ta sẽ ấy view bạc hiển thị sản phẩm gợi ý cho đây. Rồi add rồi mutable string. Sau khi xong rồi thì các bạn kéo xuống phía dưới này, cái chỗ mà phía dưới cái ảnh đúng không, cái ảnh rồi cái mô tả ở trên đó, thì mình sẽ tạo phía dưới một cái dòng đó gọi là cái gợi ý cho bạn nè. Rồi mình dùng cái for x, for x mình sẽ item ra cái tất cả sản phẩm, như là mình sẽ nghĩa là mình sẽ trong chân home này. Mình tạo một cái view bạc nữa nha, tạo view bạc tất cả sản phẩm để mà lưu danh sách tất cả các sản phẩm hiện có ở dưới database. Rồi DB dày cái sản phẩm mình á. Rồi to list lấy danh sách, rồi phía bên này detail này, trên đầu
chúng ta cũng ấy khai báo trên đây luôn cả tất cả sản phẩm rồi view bạc đây rồi đó. Thì trong tất cả sản phẩm thì nó sẽ chứa tất cả sản phẩm, còn trong sản phẩm gợi ý là nó sẽ chứa sản phẩm gợi ý thôi. Điền code này mình sẽ chỉnh cái số lượng nha, số lượng 4 đi. Số lượng là 4. Bởi vì bên đây mình có 4 cột, mình làm 4 cột nên mình chỉnh số lượng là 4. Bạn nào làm 5 hay 6 thì mình chỉnh thôi. Video này mình làm hai cái vòng for x nè, vòng for ngoài là vòng tất cả nè, vòng for trong là vòng sản phẩm gợi ý nè. Rồi mình compare thôi, compare tên với nhau. Nếu như mà nó tìm đúng cái tên của sản phẩm gợi ý thì chúng ta sẽ in ra cái ID, in ra cái hình, cái name, rồi in ra cái sản phẩm đó thôi, cái giá, rồi là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy xem kết quả luôn nha. Mỗi lần bạn chạy lên phải chạy cái Visual Code này nha, vẫn chạy Visual Code. Nếu không chạy Visual Code là bị vô trang detail là nó bị lỗi á. Nhấn vào một cái sản phẩm rồi vô trang detail là bị lỗi. Ừ, đúng rồi. Rồi giờ nhấn vào sản phẩm này. À, mình tắt debug chưa ta? Không, mình đã tắt rồi. Như này. À, nó hiện ra 5 cái sản phẩm gợi ý cho cái giày này. À, cái gì? Air Force 1 Custom đúng không? Air Force Custom. Nè, thì vào Visual Code này. À, nó gợi ý ra 5 cái này, Air Force 1 Custom, Air Force 1 Custom này, by you này, rồi Air Max 1 này, Air Max 1 này, rồi LeBron là Jason Jaden này, LeBron là Jaden này, đây 4 cái sản phẩm. Thì xong rồi. Bây giờ mình cho bạn coi code bằng con API nha. Coi lại một lần. Dùng ở sin này, task này. Vô đây. Tạo cái list. Rồi. Cấu hình. Rồi thực hiện yêu cầu get. Rồi kiểm tra thành công hay không. Rồi dưới đây đọc. Dùng JSON convert chuyển đổi rồi thành một cái đối tượng product response rồi chuyển nó vào đây. Đấy. Rồi dùng view bạc để mày hiển để mà hiển thị. Cái chỗ ID này thì nó sẽ truyền cái ID vào. Khi mà người dùng họ nhấn vào sim á thì nó sẽ có ID á. Mình truyền ID đó vào Visual Code. Rồi thì video mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp bạn ở những video lần sau. Nếu mà cái video này đạt được 1.000 like rồi 50.000 lượt xem thì mình sẽ làm hai cái hệ thống gợi ý còn lại là cái gì đó? Collaborative và filtering và hybrid recommender system. Mình sẽ làm tiếp hai cái đó nếu như mà video này được 1.000 lượt đăng ký là 50.000 view. Rồi hẹn gặp bạn những video lần sau. Bye bye. Wow.